Quý vị khán giả và các đồng chí đang theo dõi chuyên mục An ninh Bắc Cạn số đầu tiên của năm 2022. Thưa quý vị khán giả và các đồng chí, cuối tháng 3 năm 2020, tỉnh Bắc Cạn đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại 102 trên 102 xã thị trấn với 516 đồng chí công an chính quy, đảm bảo mỗi xã thị trấn có ít nhất 5 cán bộ chiến sĩ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Bắc Cạn đã hoàn thành việc thành lập tổ chức bộ máy công an xã thị trấn chính quy tại 100% các xã thị trấn. Lực lượng công an chính quy về xã đã tạo nên một luồng gió mới, góp phần mang đến những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, được chính quyền và nhân dân tin tưởng đánh giá cao. Với phương châm gần dân, trọng dân, dựa vào dân để làm việc, thời gian qua, lực lượng công an xã chính quy luôn chủ động, sâu sát, lắng nghe tâm tư, giải quyết kịp thời những nguyện vọng của nhân dân, cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý cư trú, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành và triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tích cực bám cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đó, góp phần đảm bảo bình yên tại các thôn bản, tạo sự gắn kết, niềm tin và sự ủng hộ của chính quyền và nhân dân địa phương đối với lực lượng công an. Theo tôi thì là từ khi mà tỉnh có cái điều hình các đồng chí công an ở trên về mà làm công an chính quy về xã, thì các đồng chí công an có thể thấy có làm tiến bộ hơn. Các đồng chí ở công an trước kia, công an cơ sở và cái an ninh trật tự ở trong thôn, trong bản ấy, thì cũng thấy nó ổn định và đảm bảo hơn trước. Còn những vấn đề khác thì các đồng chí tích cực tham gia vào những ngày của đoàn kết các thứ, là các đồng chí cũng đến những dân cũng gặp khó khăn, các đồng chí cũng đến hỗ trợ cho bà con rất nhiều. Cùng với lực lượng công an toàn tỉnh, công an xã chính quy đã tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh chính trị nội bộ, thực hiện phong trào thi đua, lực lượng công an nhân dân, lá chắn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công an xã đã làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, thực hiện đúng phương châm chống dịch như chống giặc, phối hợp với các tổ COVID cộng đồng tổ chức truy vết, xác minh, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, phát hiện những trường hợp nghi vấn để chủ động đề xuất, kiến nghị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, nhất là tại các địa bàn giáp danh. Chung sức cùng các lực lượng tuyến đầu tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch hiệu quả. Bên cạnh đó, tham gia bảo vệ an ninh trật tự khu vực phong tỏa, các khu vực tiêm vaccine. Trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng công an xã chính quy đã trực tiếp tham gia thu thập thông tin dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính toàn tỉnh, không kể ngày đêm cấp căn cước công dân. Một trong những công tác của lực lượng công an xã được ghi nhận và đánh giá cao, đó là làm tốt công tác tham mưu, củng cố, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự trên địa bàn, hướng dẫn các tổ an ninh, tổ liên gia tự quản phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm. Các chú lại các cháu công an thì cũng hay lên nhắc nhở rất nhiều, mà bây giờ anh em trong này cũng là rất là nghe theo luật của Đảng mà không ăn trộm gì này. Không thuốc huyện, không ngập nghiện, không lấy một thứ gì cả. Thì anh em sống rất là đồn độc. Gọi là không được ăn trộm này, không hút thuốc huyện này, không... Bây giờ lại là không phát rừng để cái nọ cái kia, mà kể cả đánh cá này, săn bắt hải sản này. Thực hiện theo đề án của Bộ Công an, 5 đồng chí công an chính quy được tăng cường về nhận nhiệm vụ tại Công an xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể. Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, các đồng chí đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Trọng tâm là củng cố các mô hình, các tổ an ninh tự quản tại các thôn bản. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể,
tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới. Sau 2 năm lực lượng công an chính quy về địa bàn, tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực. Từ khi mà lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã ở tại trên địa bàn xã Hải Hiệu thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thì được giảm so với cùng kỳ những cái năm trước. Thì báo cáo các đồng chí là cụ thể trong những cái hành vi mà tội phạm trộm cắp về tài sản cũng như là cố ý gây thương tích và các vụ đánh bạc thì hầu như là trong năm 2021, trong các năm mà lực lượng công an xã chính quy, cụ thể thì ở trong năm 2020, 2021 mà lực lượng công an được triển khai xuống thì tình hình đảm bảo là an ninh trật tự là tại địa phương là được đảm bảo, như giữ vững cái tiêu chí số 19 trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt được cái thông tư cái tiêu chí số 17 trong cái bộ tiêu chí nâng cao ấy. Trong cái bộ tiêu chí 17 là về tiêu chí về an ninh trật tự ấy. Và cái thứ hai thì duy trì được cái thông tư 23 về xã phường thị trấn an toàn về an ninh trật tự theo tiêu chuẩn của Bộ Công an. Được điều động làm trưởng công an xã Lương Thượng, huyện Na Rì, thiếu tá Trịnh Phi Hùng, trưởng công an xã cùng 4 đồng chí công an chính quy khác đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương kiện toàn tổ an ninh tự quản tại các thôn bản và hướng dẫn các tổ tự quản triển khai thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, phân công cán bộ chiến sĩ phụ trách lĩnh vực địa bàn cụ thể, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã giải quyết nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân biết phòng tránh, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong quá trình về công tác tại địa phương thì cái lực lượng này cũng đã rất là tích cực để thực hiện những cái nhiệm vụ của ngành dọc, đồng thời cũng là thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội để phòng chống tội phạm rồi ma túy, rồi đảm bảo cái an ninh trật tự đối với vùng đồng bào dân tộc như là ở thôn Khuế Nộc, với lại đảm bảo được cái phần an ninh trật tự đối với điểm nhóm đạo Tin Lành ở trên địa bàn xã. Nói chung thì tình hình an ninh trật tự tại xã thì ổn định nên không có cái vụ việc gì xảy ra. Có thể khẳng định việc đưa công an chính quy về cơ sở là chủ trương đúng và trúng, hợp lòng dân, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự hiện nay. Hình ảnh người chiến sĩ công an đã trở nên quen thuộc, gần gũi hơn với cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương, được nhân dân tin tưởng, giúp đỡ. Phát huy đúng phương châm xã bám cơ sở của Bộ Công an. Thưa quý vị khán giả và các đồng chí, đến nay 102 trên 102 xã thị trấn đã thành lập chi bộ công an xã với 466 đảng viên, trong đó có 94 đồng chí trưởng công an xã thị trấn tham gia đảng ủy xã thị trấn và 19 đồng chí trưởng công an xã thị trấn tham gia hội đồng nhân dân xã thị trấn. Các chi bộ công an xã đã tham mưu cho đảng ủy, chính quyền cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Các cấp ủy đảng cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện thuận lợi trong xây dựng công an xã chính quy. Từ việc triển khai chủ trương, huy động các ban ngành, đoàn thể và nhân dân ủng hộ lực lượng công an chính quy, đến việc sắp xếp nguồn nhân lực, kiện toàn bộ máy tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn, ban hành nghị quyết theo chuyên đề. Tùy theo đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế của từng nơi, cấp ủy đảng cơ sở đã có biện pháp phù hợp, cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo hoạt động của lực lượng công an xã, tạo điều kiện phát huy năng lực, sở trường, công tác của từng cá nhân. Từ đó, lực lượng công an xã chính quy đã vượt qua khó khăn, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Trước đó, công an xã chính quy cũng là lực lượng hỗ trợ tích cực trong việc thu thập, đối chiếu, kiểm tra, phúc tra, cập nhật, chỉnh sửa, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tham gia chiến dịch cấp căn cước công dân. Đảng ủy ban cũng đã chỉ đạo cho
công an viên, rồi các đồng chí công an xã cũng như là các thành viên trong ban công tác mặt trận thôn là sẽ hàng tháng, hàng quý sẽ trực tiếp gặp gỡ những cái người mà đã được tù tha đặc xá để động viên tinh thần để người ta có cái cách nghĩ và có những cái việc làm nó đúng đắn để tránh cái việc tiếp tục tái phạm sau này. Chính từ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã, chi bộ công an xã phấn đấu nỗ lực không ngừng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an xã đã tạo được niềm tin trong đảng viên và nhân dân. Từ đó, lan tỏa tinh thần tích cực, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh. Đảng ủy xã đã chỉ đạo lãnh đạo việc củng cố các đội dân phòng, tổ an ninh tự quản để hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an xã chính quy thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự. Trên địa bàn xã Phi Hương, các mô hình tiếng mõ an ninh, mô hình giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Với những thành viên tham gia có tâm huyết, trách nhiệm đã phát huy hiệu quả tốt trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Vì vậy, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững ổn định. Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể có địa bàn rộng, đông dân cư, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp như tội phạm trộm cắp, tệ nạn ma túy. Vì vậy, tại các buổi sinh hoạt, chi bộ công an xã đã xác định tập trung đấu tranh và ban hành nghị quyết sát với thực tiễn. Nhờ vậy, các hoạt động đảm bảo an ninh trên địa bàn được thực hiện ngày càng hiệu quả. Đối với lực lượng công an chính quy, trước thì chỉ có một đồng chí trưởng công an, nhưng mà từ ngày mà có đội lực lượng công an chính quy thì phải nói là cái công tác an ninh trật tự thì nó cũng có cái phần là giảm, bởi vì là các đồng chí cũng biết phân công nhau là đi phụ trách các thôn, rồi là cũng làm cái công tác tuyên truyền là tương đối tốt. Chính vì thế mà nó cái vai trò của lực lượng công an chính quy là cũng rất là tốt. Lực lượng công an là cũng có phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của một số thôn và cũng bỏ phiếu tố giác tội phạm, thì cũng nắm được rất là nhiều những cái nguồn tin từ nhân dân. Từ khi mà có cái lực lượng công an chính quy về thì cũng được nhân dân để cái lòng tin, rất là tin tín, cho nên là cũng thu thập được một số những cái thông tin rất là quan trọng. Ví dụ như là tố giác các cái đối tượng lạ mặt đến, rồi là các cái đối tượng buôn bán, rồi là tàng trữ các cái chất ma túy chẳng hạn. Đấy, thì cũng được nhân dân là người ta tin, người ta tín, cho nên người ta cũng báo cho để biết. Đã triển khai đầy đủ tất cả, quán triệt triển khai đầy đủ tất cả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy công an cấp trên, cũng như là Đảng ủy công an, cũng như Đảng bộ các cấp đến toàn thể cán bộ đảng viên ở trong chi bộ công an xã, mà trực tiếp là những cái văn bản chỉ đạo của lực lượng công an cấp trên thì về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương thì cũng đều được là triển khai và quán triệt nghiêm túc, một cách nghiêm túc hiệu quả đến toàn thể các đồng chí đảng viên ở trong chi bộ. Từ khi mà có công an chính quy đến được cử đến công tác tại địa bàn xã thì với cái nhiệm vụ của các đồng chí thì cũng theo cái nghiệp vụ cũng rất là bài bản, những cái nhiệm vụ là khi mà phát sinh những cái gì cũng giải quyết rất là kịp thời và đạt được cái hiệu quả trong cái công tác tuyên truyền và thăm nắm tình hình trong nhân dân thì cũng được đảm bảo. Về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thì sau khi mà có công an chính quy đến công tác tại địa bàn thì về các mặt hoạt động liên quan đến an ninh trật tự thì cũng được giải quyết và xử lý kịp thời. Thì trong 2 năm gần đây thì khi mà có đội công an chính quy đến thì các hoạt động mà liên quan đến an ninh trật tự là cũng được giải quyết, và cũng nhờ đó mà cũng bà con nhân dân chúng ta cũng có cái sự tin tưởng vào cái việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng. Năm 2021, lực lượng công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận xử lý giải quyết gần 800 vụ việc tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Từ những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của cấp ủy Đảng cơ sở trong việc xây dựng, phát huy nguồn lực,
hoạt động hiệu quả của lực lượng công an xã chính quy. Chuyên mục An ninh Bắc Cạn đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị khán giả và các đồng chí trong các chuyên mục lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.